chào quý vị và các bạn, đây là chương trình On Football Focus. Đội bóng nào xem vô địch Serie A, có lẽ ngay cả những chuyên gia hàng đầu về bóng đá Ý cũng không dám khẳng định đáp án của mình vào lúc này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, các câu lạc bộ tại Serie A đang khiến cho những cổ động viên của họ phải thốt lên rằng trời ơi, không hiểu là điều gì đang xảy ra. Khi mà chúng ta đánh giá là Inter có cơ hội lớn nhất thì họ lại liên tục để mất điểm. Và trong vài tuần lễ vừa qua, khi không còn ai tin được rằng là họ có quyền tự quyết, thì bây giờ nó lại nằm trong tay của các học trò huấn luyện viên Inzaghi. Và đó sẽ là câu chuyện đầu tiên trong chương trình On Football Focus ngày hôm nay cùng với các vị khách mời của chúng tôi. Xin được nhắc lại, đây là chương trình On Football Focus đang được thực hiện trực tiếp trên kênh On Sport News, fanpage On Sports và cùng với đó là app On Sport TV. Quý vị và các bạn hãy để lại những quan điểm của mình về những nội dung của chương trình để có thể có được sự trao đổi cùng với các bình luận viên của chúng tôi. Các bình luận viên đang có mặt trong khách mời ngày hôm nay bao gồm bình luận viên Vương Toàn Lâm, bình luận viên huấn luyện viên Trịnh Quốc Hưng và bình luận viên Đức Anh. Thưa các anh, Serie A đúng là khó lường, Serie A đúng là quá bất ngờ và bây giờ thì tôi phải thừa nhận là tôi sai. Tôi phải thừa nhận với anh Hưng là tôi sai. Tuần trước tôi khẳng định chắc định là